Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chuyên đề bàn luận về tài chính cá nhân của AZFIN Việt Nam. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay là anh Tuấn Hoàng 3B, chuyên gia tư vấn cao cấp của AZFIN Việt Nam. Vâng, xin chào quý vị nhà đầu tư ạ. Vâng, và chủ đề chúng ta bàn luận ngày hôm nay là đầu tư thế nào trong thời kỳ lãi suất tăng. Vâng, thưa anh Tuấn, là trên mạng xã hội có nhiều nhà đầu tư đã nói với nhau rằng đây là mùa đông kinh tế, thì theo anh đây là quan điểm đưa ra có phù hợp với giai đoạn này không ạ? Vâng ạ, đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn rằng là trong điều kiện thị trường thì bao giờ gồm có 4 phần là mùa xuân, mùa hạ, thu và đông. Thì xuân thì những tài sản rủi ro như là cổ phiếu, như là tiền số crypto hay là bất động sản đều tăng rất là mạnh. Nhưng mà sang cái giai đoạn sau của nền kinh tế, đó là giai đoạn mà suy thoái, thì như giai đoạn hiện tại chẳng hạn, thì lãi suất tăng này, tỷ giá của mình đang rất là căng này, rồi việc siết trái phiếu này, vân vân, thì tất cả điều đó khiến cho tất cả kênh tài sản trên thị trường đều bị suy giảm, gồm cả từ trong nước chúng ta thì gồm có là chứng khoán này, rồi bất động sản này, rồi các doanh nghiệp cũng làm ăn khó khăn hơn. Thì đương nhiên là việc mà lãi suất, tỷ giá rồi trái phiếu nó chính là một cái ảnh hưởng tiêu cực đến các loại tài sản rủi ro. Vâng, vâng thưa anh, vậy thì anh đánh giá cơ hội và rủi ro gì cho nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế hiện nay ạ? Khi mà thị trường đang sụt giảm này thì rõ ràng là nếu như anh chị nào vẫn đang cầm tiền, đang cầm tài sản, thì chắc chắn là chúng ta cũng đang bị chịu cái cảnh cảm giác là nếu cầm cổ phiếu thì cổ phiếu giảm, mà nếu cầm bất động sản thì bất động sản mất tính thanh khoản, đúng không ạ? Ngày xưa thì tôi có đọc sách về cụ Benjamin Graham hay là cụ Warren Buffett, thì một quan điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta mua một tài sản nào đó là chúng ta phải luôn luôn coi rằng chúng ta là người sử dụng cuối cùng. Người sử dụng cuối cùng tức là thế nào? Tức là chúng ta không phải mua một bất động sản để chúng ta hy vọng có người khác mua lại với giá cao hơn, hay là chúng ta mua cổ phiếu với kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ mang cổ phiếu đấy bán cho người khác với giá cao hơn. Thì tư duy như thế không phải tư duy của người làm chủ, không phải tư duy của người đầu tư, đúng không ạ? Chính vì thế nên là vừa nãy Uyên có hỏi là tại thời điểm hiện tại ta nên làm thế nào, thì nếu như anh chị mà đang cầm tài sản thì quan điểm của cá nhân Tuấn là đây là thời điểm tốt để chúng ta có thể tái cơ cấu lại. Bởi vì khi mà hai con ngựa nó cùng bị ốm thì việc chúng ta lựa chọn những con ngựa mà cái cơ địa nó khỏe, để khi mà thị trường quay trở lại những con ngựa khỏe thì bật lên rất là nhanh. Thì lúc này thì Tuấn nhận thấy rằng là cổ phiếu khỏe hay là cổ phiếu yếu nó cũng đều đang giảm như nhau, đúng không ạ? Đều giảm như là những cổ phiếu rác thị trường. Thế thì hoàn toàn là chúng ta có thể tranh thủ nhịp này, chúng ta tái cơ cấu lại tài sản đi, ví dụ bán những cái cổ phiếu yếu và tức là cổ phiếu kém chất lượng, chuyển sang mua cổ phiếu chất lượng tốt, và chúng ta coi là chúng ta đang là người sử dụng cuối cùng đó. Thì ví dụ như là những doanh nghiệp có cổ tức rất là cao này, lên khoảng 12-15%, đúng không ạ? Thì chúng ta sẵn sàng nắm giữ dài hạn, thì chúng ta hãy chuyển đổi từ những doanh nghiệp mà gần như không bao giờ trả cổ tức chẳng hạn, hay là cái tăng trưởng lợi nhuận của họ ảo chẳng hạn, chúng ta chuyển sang những doanh nghiệp như thế, thì lúc đấy là chúng ta sẽ tốt hơn trong thời kỳ tới. Tức là gần như bây giờ là mọi thứ đang xấu rồi, thì thôi chúng ta hãy chuyển đổi sang những thằng tốt. Còn ngược lại, những anh chị nào mà đang cầm tiền thì chúng ta sẽ cứ nhặt dần thôi, theo kiểu gọi là tích sản. Và đương nhiên thì chúng ta phải chờ những dấu hiệu quay trở lại thì thị trường mới quay lại. Nhưng mà đối với góc độ nhà quản lý tài sản và đứng góc độ là người đầu tư thì tôi cho rằng là chúng ta nên ưu tiên mua dần khi mà thấy giá tài sản đang rẻ thế này. Và nếu chúng ta ví dụ yêu cầu suất cổ tức của tôi là lên khoảng 10%, thì bây giờ những doanh nghiệp nào đạt được lợi suất cổ tức trên 10% rồi thì chúng ta có thể mua dần và chờ một ngày đó khi mà lãi suất nó giảm xuống, chúng ta lại được hưởng toàn bộ thôi. Thì đấy là chia sẻ một chút. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn. Và tôi thấy rằng là đây là một cái cơ hội tốt với những người mà có tiền mặt, đúng không ạ? Bởi vì với cái thời điểm này thì so với một năm trước thì chúng ta sẽ không thể ngờ rằng chúng ta có thể mua được tài sản hay những cái cổ phiếu với mức giá rẻ không ngờ thế này, phải không ạ? Đúng vậy. Và tôi cũng rất là thích quan điểm anh Tuấn đưa ra, đó chính là chúng ta mua tài sản với cái quan điểm là mình là người sử dụng cuối cùng, và kết hợp với cái việc phân bổ tài sản thì tôi tin chắc rằng các nhà đầu tư sẽ không còn cái sự hoang mang và nỗi lo khi mà tài sản sụt giảm, thậm chí là còn đấy là niềm vui, đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, vậy thì anh Tuấn có thể chia sẻ cái cách mà anh đầu tư hành động trong giai đoạn này của anh là gì không ạ? Vâng ạ, như Tuấn hiện tại thì một là do rất là may mắn trước khi tham gia vào đến thời điểm hiện tại,
thì cũng đang có một phần tài sản ở trong bất động sản rồi. Đó, còn đối với những phần tài sản mà đang ở trong chứng khoán thì Tuấn cũng vừa làm như Tuấn vừa nói thôi. Đó là khi mà những trước đây Tuấn cầm thì có một số doanh nghiệp mà đi theo hướng tăng trưởng và họ vay nợ rất là nhiều, thì lúc đó Tuấn buộc phải bán những doanh nghiệp mà đang tính đến trái phiếu này, tính đến vay nợ này, bởi vì cái chi phí lãi suất còn tiếp tục tăng. Chưa kể những doanh nghiệp mà nó liên quan tỷ giá nữa, thì cái lỗ tỷ giá họ cũng đang rất là cao nữa, thì thành ra Tuấn buộc phải cắt giảm những doanh nghiệp như vậy để chuyển sang doanh nghiệp an toàn hơn. Tức là mình sẽ không ao số tiền đấy ra khỏi thị trường nhé, mà mình sẽ chuyển đổi từ những doanh nghiệp mà chất lượng tài sản, chất lượng kinh doanh nó bị kém, để chuyển sang doanh nghiệp có chất lượng kinh doanh tốt hơn. Đó, thì đây là một cơ hội Tuấn nghĩ rất là tốt. Và tại thời điểm hiện tại là đang downtrend, thì ra chúng ta chia nhỏ tài sản chúng ta, tức là trong phần cổ phiếu ấy, chúng ta chia nhỏ nhất có thể. Ví dụ như chúng ta chia thành được khoảng là 10-15 cổ phiếu thì nó sẽ an toàn hơn là nếu chúng ta chỉ tập trung 3 cổ phiếu. Vì nếu có những cái rủi ro bất ngờ xảy ra với một cổ phiếu đó thì ảnh hưởng đến tài sản ta rất là lớn. Đó. Thì chúng ta phải bước 1 là chúng ta cắt bỏ những cổ phiếu kém này. Thứ hai là đa dạng hóa hơn trong danh mục cổ phiếu này. Còn đối với cả ví dụ dòng bên bất động sản thì rất là may là trước đây Tuấn sở hữu toàn những tài sản mà có dòng tiền, thành ra là cái rủi ro không quá thấp, không quá cao. Và thứ ba nữa thì Tuấn có một lượng tiền mặt nhỏ nhỏ bên ngoài nữa thì mình sẽ mua dần thôi. Thì Tuấn nói y như những cái gì mà Tuấn vừa chia sẻ lúc trước. Làm gì? Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn ạ. Và tôi tin chắc rằng những cái bài học mà anh chia sẻ vừa rồi thì chắc chắn là anh cũng đã trải qua được những cái cú sốc và những cái biến cố của thị trường. Vậy thì trải qua những cái chu kỳ kinh tế trước đây thì anh có những cái lời khuyên gì cho nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại? Vâng ạ, thực ra Tuấn bắt đầu vào thị trường từ năm 2011. Thì từ 2011 thì thị trường đang rất là xấu, thì trải qua rất nhiều các cuộc khủng hoảng, nhưng mà thường là ngắn. Lần này lần dài nhất của Tuấn đã từng trải qua. Đúng ạ, chúng ta sẽ có trải qua ví dụ như là 2014 câu chuyện 2012 câu chuyện Bầu Kiên này, rồi 2014 là Biển Đông, rồi cú sốc giá dầu, rồi tiếp tục đến 2018 là Fed tăng lãi suất, 2020 là chúng ta lại đến Covid, và đến bây giờ thì cái lần này là lần dài nhất của Tuấn. Thì từ trước nay thì qua mỗi lần thì mình lại đưa ra một cái bài học mới, và mình lại đưa ra một mô hình mới để giải quyết vấn đề hiện tại. Thì qua tất cả những chu kỳ như thế thì Tuấn nhận thấy rằng là để sống lâu thị trường này thì cũng giống như cụ Warren Buffett nói rồi, đầu tiên ta phải không có nợ đã, bởi vì có nợ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Thứ hai đó là mình phải tạo ra một cái dòng tiền đủ khỏe. Nếu như chúng ta hoàn toàn thể chúng ta lâm vào vũng bùn, chẳng hạn như là ngày xưa có những trận mà Tuấn có đọc một câu chuyện về trận đánh Dunkirk ở khu vực Bỉ ấy, giữa trận giữa Anh Pháp, Liên minh Anh Pháp đánh nhau với cả quân Đức, thì toàn bộ quân Anh Pháp đã tập trung ở một chỗ và khi bị vây thì họ không cách nào thoát ra được. Nhưng mà lúc đó thì Thủ tướng Anh mới hỏi là thế ông có quân đoàn dự bị nào không, thì quân Pháp bảo không có. Chính vì thế nên toàn bộ đội quân Anh Pháp đó bị thất bại. Đó thì muốn đưa ra một cái đó là khi mà chẳng may chúng ta rơi vào tình cảnh xấu thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần đoàn quân dự bị. Và để có đoàn quân dự bị đó thì anh chị nên cố gắng xây dựng cái dòng tiền cho mình rất là khỏe. Ví dụ dòng tiền đấy có thể đến từ cổ tức, dòng tiền đấy có thể đến từ những cái vấn đề kinh doanh bên ngoài, hay dòng tiền đấy đến từ những cái mảng cho thuê bất động sản, thì tất cả dòng tiền đấy sẽ khiến cho cái bảng cân đối tài chính chúng ta rất là khỏe. Và khi mà chúng ta tư duy dòng tiền thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu với tư cách là người dùng cuối cùng. Đó, thì đấy là chia sẻ thêm một Tuấn một chút, đó là tóm lại đó là không vay nợ. Thứ hai nữa là hãy luôn luôn quan tâm đến dòng tiền của chính mình so với cái chi phí. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn ạ. Và tôi tin chắc rằng với những lời khuyên của anh Tuấn trong video ngày hôm nay thì quý vị và đặc biệt là các nhà đầu tư ạ có thể rút ra cho mình một bài học và có thể áp dụng không chỉ trong cái đợt lãi suất tăng và cái đợt biến động kinh tế này mà còn có thể áp dụng theo nhiều chu kỳ sau nữa. Xin cảm ơn anh chị và các bạn. Hẹn gặp anh chị và các bạn trong số tiếp theo ạ.